Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, làm việc tại UAE, Qatar. Từ ngày 3 đến 8, 5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu năm 2023 tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Tiến hành một số hoạt động song phương tại UAE và thăm chính thức Qatar. Nhân dịp này, trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại UEA Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, trong 30 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam, UAE ngày càng phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, lao động và du lịch. Hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng và là điểm sáng trong bức tranh tổng thể quan hệ hợp tác song phương. UAE là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông, Bắc Phi, hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 7 của Việt Nam. Việt Nam cũng là đối tác lớn nhất của UAE trong ASEAN. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang UAE đã tăng gấp 27,5 lần kể từ năm 2006. Trong đó Việt Nam xuất siêu 3,27 tỷ USD. Năm 2023 là năm đặc biệt trong quan hệ hai nước, đánh dấu 30 năm Việt Nam và UAE thiết lập quan hệ ngoại giao và chính thức khởi động đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam, UAE, CEPA. Hiệp định này có ý nghĩa to lớn, là cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, mở ra một giai đoạn mới về hợp tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực. Đây là cơ sở quan trọng để đưa quan hệ Việt Nam, UAE có bước phát triển mới, góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sang UAE, tạo tiền đề quan trọng để Việt Nam đẩy mạnh quan hệ thương mại và dịch vụ sang các nước Trung Đông, Châu Phi. Đồng thời hiệp định cũng thúc đẩy đầu tư của UAE sang Việt Nam và mở rộng tiềm năng sang các lĩnh vực khác như đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, đầu tư, logistics, công nghệ, du lịch, nông nghiệp,